ông Lưu Bình Nhưỡng không xứng là người đại biểu Quốc hội. Ông Lưu Bình Nhưỡng, quê quán tại xã Hùng Dũng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Ông Nhưỡng là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14, 2016-2021, thuộc đoàn đại biểu tỉnh Bến Tre, ủy viên Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội 2016-2021, phó trưởng ban dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, phó chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam Thụy Sĩ. Ông Lưu Bình Nhưỡng là tiến sĩ luật, từng là phó chủ nhiệm khoa pháp luật kinh tế Đại học Luật Hà Nội. Tính đến năm 2010, ông đã có 22 năm làm giảng viên Đại học Luật Hà Nội. Sau đó ông Nhưỡng làm tránh văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp, tham mưu cho Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương. Tháng 9 năm 2018, ông Lưu Bình Nhưỡng được Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ông Nhưỡng không được giới thiệu tái cử đại biểu Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026 do quá tuổi theo hướng dẫn 36 của Ban tổ chức Trung ương. Theo thông báo của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình, ông Lưu Bình Nhưỡng bị khởi tố thêm tội danh lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định được số tiền mà ông Lưu Bình Nhưỡng trục lợi lên tới hàng trăm nghìn đô la Mỹ. Một con số đau lòng với một người từng là đại biểu Quốc hội, người đại diện cho quyền lợi của nhân dân trước nghị trường Quốc hội. Đây không phải lần đầu tiên chúng ta thắc mắc việc liệu ông Nhưỡng có xứng đáng là đại biểu Quốc hội. Còn nhớ, khi vụ việc Đồng Tâm xảy ra, với cương vị là đại biểu Quốc hội, ông Lưu Bình Nhưỡng lại không tiếc lời khen ngợi những thành viên trong tổ đồng thuận là rất tốt, rất bao dung, tôi nghĩ người dân của chúng ta nói chung và người dân ở Đồng Tâm đều rất tốt. Vài tháng sau, những kẻ mà ông Nhưỡng khen ngợi là rất bao dung và rất tốt đó đã tấn công, ném bom xăng vào lực lượng công an, khiến 3 cán bộ chiến sĩ công an hy sinh. Có sự ngông cuồng đó, một phần đám khủng bố tự tin vì có đại biểu Quốc hội bảo kê nên coi thường pháp luật. Máu chiến sĩ đã đổ, nhưng chưa thấy một lần viếng thăm, một câu xin lỗi từ ông Lưu Bình Nhưỡng. Trong vụ việc Hồ Duy Hải, ông Lưu Bình Nhưỡng phát biểu những vấn đề mang nặng tính chủ quan, áp đặt khi cho rằng cử tri và người dân cả nước, trong đó có các nhà chuyên môn, đều cho rằng với những chứng cứ và lập luận mang tính chủ quan, áp đặt, từ đó bôi xấu hệ thống tư pháp, hành pháp của Việt Nam. Trong khi đó, ông không chỉ ra sai ở điểm nào, ông đã đọc hồ sơ vụ án hay chưa, thông tin ông lấy từ nguồn nào, hay hoàn toàn là ngồi nhà mà lướt báo mạng. Thật đáng buồn cho Lưu Bình Nhưỡng, một người đã từng là đại biểu Quốc hội.